Bí xô nên biết đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường học điều phải học của chúng đại Bồ Tát, nên bốn thiên vương hộ thế thống lãnh chúng trời bốn đại thiên vương đi đến chỗ Bồ Tát ấy cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nói thế này. Hay lắm, đại sĩ nên siêng năng tinh tấn học Pháp nên học của chúng đại Bồ Tát, chớ học hạnh phải học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy thì sẽ mau an tọa tỏa bồ đề màu nhiệm, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, như như lai ứng tránh đẳng giác đời trước, đã nhận bốn cái bát của bốn thiên vương dân cúng, ngài cũng sẽ nhận như xưa bốn đại thiên vương hộ thế đã dâng cúng bốn cái bát, chúng tôi cũng sẽ dâng cúng. Bí sô nên biết đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường học các điều nên học của chúng đại Bồ Tát, nên thiên đế chúng tôi thống lãnh chúng trời ba mươi ba đi đến chỗ vị ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, nói như thế này. Hay lắm, đại sĩ nên siêng năng tinh tấn học các pháp phải học của chúng đại Bồ Tát, chớ học hạnh phải học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy, sẽ mau an tọa tòa bồ đà màu nhiệm, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu, độ vô lượng chúng sanh. Bí xô nên biết đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường học các điều nên học của chúng đại Bồ Tát, nên thiên vương Tô Dạ Ma thống lãnh chúng trời dạ ma, đi đến chỗ vị ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen nói như thế này: hay lắm đại sĩ nên siêng năng tinh tấn học các pháp nên học của chúng đại bồ tát chớ học hạnh phải học của thanh văn và các độc giác nếu học như vậy sẽ mau an tọa tòa bồ đề màu nhiệm chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh bí sâu nên biết đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thường học các điều nên học của chúng đại bồ tát nên thiên vương xa đổ sử đa thống lãnh chúng trời đổ sử đa đi đến chỗ vị ấy cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen nói như thế này. Hay lắm, đại sĩ nên siêng năng tinh tấn học các pháp nên học của chúng đại Bồ Tát, chớ học hạnh phải học của thanh văn và các độc giác. Nếu học như vậy, thì sẽ mau an tọa tòa bồ đề màu nhiệm, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu, độ vô lượng chúng sanh bí sơ nên biết đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường học các điều nên học của chúng đại bồ tát, nên thiên vương Diệu biến hóa thống lãnh chúng trời lạc biến hóa, đi đến chỗ vị ấy cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen nói như thế này: "Hay lắm đại sĩ, nên siêng năng tinh tấn học các pháp nên học của chúng đại bồ tát, chớ học hạnh phải học của thanh văn và các độc giác" Nếu học như vậy thì sẽ mau an tọa tòa bồ đề màu nhiệm chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh.